chờ ai mà khi mờ khi tỏ gió giăng hờn ai mà nức nở bên trời. Gọi cô nhân thôi vì hẹn thề xưa người đã dội quên lời, quên cả vòng tay nồng nàn hơi ấm. Dìu em đi sao động lá me bay, quên tiếng thì thầm như gót mặt bên tay. Gần trái tim anh đã trao hết cho em rồi, phé mắt khung trời bàn bạc ánh sao thưa. Quên cả nụ hôn nồng nàn trên lối ghé. Con vậy con chỉ thấy mẹ một người, con không được đối chuyện với mẹ. Có nghĩa là mẹ đi bán đến khuya tối mới về. Rồi mẹ sáng mẹ phải thức sớm, mẹ đi sớm nữa để tranh thủ bán để nuôi hai con, con với lại em ăn học, đúng không? Nếu như hiện nay có một ước mơ cho con thì con sẽ ước mơ điều gì? Con ước mẹ trả hết nợ để mẹ đến ít lại, để mẹ có thời gian mẹ ở nhà để nói chuyện với con, mẹ nhà với con nhiều hơn. Đối với người ta, các bạn tuổi này là tuổi cần phải học nhiều và phải được đi học thêm, thì con có được đi học thêm giống như các bạn không? Dạ không, nhưng mà con thấy không sao á, con ở nhà con có thể học ở lớp nhiều hơn. Học ở nhà không có cần thiết phải đi học thêm. Và cái mong muốn lớn nhất của con là mong mẹ ở nhà nhiều hơn với con, mẹ không phải đi bán nữa. Lúc trước có một cái khoảng thời gian mà mẹ mới cách nghiệp xong, mẹ thấy nợ mẹ đi bán nguyên ngày luôn, mẹ không ở nhà luôn, ở trong nhà mà con không gặp trước mặt mẹ luôn. Mẹ đi bán tối khuya mẹ mới về, sáng mẹ đi sớm. Sáng con đi học. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Tân Hiệp của tỉnh Kiên Giang. Thì hôm nay thì Đạt với Bùi Hồ cùng xuống đây để mà thăm lại hoàn cảnh của một cái chị mà hàng ngày phải đi bán vé số ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang để nuôi hai đứa con gái nhỏ của mình ăn học, và để tìm hiểu thực hư về cái hoàn cảnh của chị á, để có một cái hướng giúp đỡ kịp thời, cũng như là thay mặt Mạnh Thường Quân cô bác quý anh chị đến đây trao một số chi phí hỗ trợ cho chị trả cái số nợ mà trước đây chị đã hỏi mượn tiền vật tư để mà xây cái căn nhà trú mưa trú nắng cho chị và hai đứa con gái của mình. Và bây giờ thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ và Đạt Đồng Tháp vô đây ha. Cái đoạn đường đi xuống đây phải nói là cực kỳ vô cùng vất vả luôn cô bác quý anh chị. Em chào chị ha. Đây ha. Chào rồi. Chào nha. Cho em đeo này đi ha. Em chào chị. Em thấy Đạt đang xuống đây. Rồi. Ngồi xích đây, vô đây đi. Hôm nay thì nói chung là với một cái đoạn đường khá là vất vả thì em với Đạt cũng tìm đến được cái nhà của mình để tìm hiểu thật hư về cái cuộc sống của mình ở tại Kiên Giang như thế nào để mà có phương hướng giúp đỡ. Thì trước tiên thì em thấy nhà mình cũng khá là kiên cố nè, thì chị có thể cho biết cái hoàn cảnh của mình ở đây tại như thế nào và tình hình nuôi hai đứa con của chị ăn học như sao đó, chị có thể nói cho cô bác của chị biết hay chưa tiên? Dạ là về kiểu cái nhà này luôn. Bây giờ mình cứ kể hoàn cảnh của mình đi. Tại vì cắt căn nhà này sao á? Dạ. Trước đây cũng như không về kỳ đợt chồng em đi á là hai đứa nhỏ không phải ba mẹ con không phải ở đây. Thì thôi ở rồi kiểu như rồi thấy chồng đi vậy đó rồi mấy em mới
rồi người ta thấy gửi con đi học này này kia, rồi tuốt Vĩnh Thạnh ngoài mà ra tới kia nhiên vô gặp giá bán, rồi đầu cứ đi đi về về. Rồi bà mới nói mà cảm thấy không ổn, ta thấy mày không ổn rồi đó, mày có tật mà mày đi vậy, rồi con mày gửi vậy đó với bằng tội nghiệp nó nữa, mỗi lần đi về xa, mày đi xa rồi con mày nó đi học rồi ở ngoài rồi không có mẹ ở nhà đó, như ở bên nội mà không còn cha đó, rồi ở nhà rồi kiểu như không được cái nha, chị thôi mày kiếm cái đường mày về trong này đi, ở gần gũi trong xứ bên ba mày đi cho nó dễ hơn, hay là bên đây người ta có người này người kia cũng được, để thôi mà ở ngoài rồi như mình nên nè, chỉ có mình nên với ba mẹ con thôi, đâu có người thân với đó bên chồng thôi, với mình đâu có thân thuộc với hai ngoại nhiều đâu. Gặp đó sáng đi bán chiều về ít có nói chuyện ai lắm, rồi không có được như thân thiết. Bà mới nói về bên xứ nhà mình nó dễ hơn, rồi nói rồi giờ tính chứ bây giờ con chỉ là như miễn ra trọ thì ở nữa thì thôi, chứ về về đây rồi cũng đâu có chỗ nơi đâu ở này kia gì đó. Rồi bà nói giờ tụi ta tính cho mày cái đường, nếu mà ấy thì tao ấy cho, tao kêu thằng gửi tao nó ấy cho rồi có gì. Dạ chỉ là tôi mới tính thôi, rồi con nói rồi như trời tiền bạc sao mới được, chứ con không có tiền rồi bảy kêu cắt vậy, rồi nhắm rồi tiền nợ như đen con còn học với con đi bán ngày nào tính ngày nấy, rồi tiền sao nhắm mà trả nổi, mà nợ thì ngán lắm, nợ phải trả chứ phải nợ đâu mà không trả đâu. Bà nói nhưng tụi ta cho mày mượn nhưng mà nợ không có đẻ, nợ không có lời đó, như ngày nào có thì góp, không có thì để đó từ từ, rồi lo cho con đi học đi rồi nữa tính sao. Rồi cắt như giờ thằng Toàn á thì nó biết tiền chế thì nó lãnh bên tiền chế, rồi cái ông Năm thì không biết xây gai gai đó thì như mặc áo làm sao sao đó, rồi như trước mắt là nó lãnh tiền chế trước đi, rồi tiền còn vụ mà xây xe này nè thì mình đưa cho mượn rồi mua, rồi chừng nào cái ấy thì nói với người ta. Bây giờ mình tóm gọn lại như thế này đi chị, cái nhà mình là cất bao lâu rồi? Dạ được 4 năm mấy. 4 năm cấp mà con bé được 9 tuổi mà dạ. Bây giờ con bé được 13 tuổi đó. Dạ, bé nhỏ. Cái chi phí của nhà mình là cắt là bao nhiêu tiền ta? Hồi đó là tính, nếu mà tính vừa thiếu vừa tiền luôn á là cộng hết á, thì cái phần bên kia thì nghe nói là 3 mấy vậy, không biết như cái phần này là 100 mấy rồi đó. Nhưng mà hết luôn là tổng cộng cái nhà của mình là 100 mấy chục triệu ha. Dạ. Mình trả hết bao nhiêu rồi? Mình trả là kiểu như cũng được còn có mấy chục triệu nữa thôi, là mấy chục triệu vật tư với mấy chị còn mới là... Hóa đơn vật tư thiếu chị còn giữ không? Hóa đơn vật tư tại vì em không có giữ. Mấy lần trước thì đưa lên có trả thì có là ấy còn cái nào thiếu rồi, chỉ là em nói đi xuống em hỏi thôi, chứ nhờ cái người ở dưới, nhờ chị Văn ở bên Tân Hiệp Ba Điện qua giùm. Ủa chị nợ gì? Ta chị không giữ vật tư sao được? Tại vì... vật tư quen. Quen nhưng mà chị trả thì chị cũng phải biết bao nhiêu tiền chứ. Rồi vừa lần đó em mới hỏi là của con là được bao nhiêu tiền, rồi Út anh ấy phần mày ba mấy triệu à, nhưng mà tao chưa cộng lại không biết. Bây giờ chị cho em cái số điện thoại của chủ vật tư em điện được không? Lấy có. Có thẻ không? Có điện thoại Út thẻ có. Bởi vì không dám điện đó. Đây nè mẹ cầm nè. Chị bấm đi, chị điện đi để em hỏi con gái lớn của chị. Dạ. Xưng là chú đây chứ, tại vì con năm nay nhiêu rồi ta? Dạ con 16 tuổi. Con 16 tuổi, con tên gì? Dạ con tên Thư. Thư, còn em con tên gì? Con tên Thu. Thư, Thu. À, năm nay là Thư học lớp 10 hả? Dạ. À, hôm nay là mình học buổi chiều, nghe mẹ nói là học buổi chiều. Thì hiện nay ở trên lớp là con học thường được loại gì ha? Dạ Thư? Con học khá. Khá. Ừ. Trường của con đi học đây gần đây sao? Dạ trường con học bên Tân Hiệp. Đây đó cách bao nhiêu cây số luôn? Dạ 20 mấy cây. 20 mấy cây số hả? Dạ. Rồi hàng ngày đi học bằng gì? Dạ con có xe 50. Chiếc xe 50? Dạ. Mẹ mua cho? Dạ không, có cha bên nhà thờ bên Tân Hiệp cho con. Cha bên Tân Hiệp cho con? Dạ cha nhà thờ. À, còn em của con? Em con học lớp 8. Lớp 8. À, tên Thu. Dạ. À, học trường xa con không? Dạ học dưới cây cầu mà chú qua nãy có cái trường cho học cơ sở á chứ. Khoảng bao nhiêu cây ha Thư ha? Dạ 3 cây rưỡi à. 3 cây rưỡi. Đi bằng gì? Dạ sáng em chạy xe à. Của con xong chưa em về con chạy xe đi học. Đang chút xíu em điện cho chị để hỏi bé Thư trước. Rồi đối với con vậy á thì mẹ đi bán vé số vậy thì con có cảm thấy
bất cỡ với bạn của mình không hay như thế nào không? Dạ không. Không à? Con nói đi. Có khi nào mà con nghĩ là con sẽ nghỉ học rồi con phụ giúp mẹ bán, ví dụ con làm cái gì ra tiền không? Dạ cái có cái năm. Con cứ nói đi, con cứ nói nào. Mày đâu có đâu khóc. Con nghe nè. Ở sao khóc, nói cho chú nghe với chú học em ấy. Nói đi. Nói bình thường đi. Lần nào cũng có người là ai hỏi tới mẹ đó là nói gì vậy? Không, để cho bạn, để cho tôi chứ bày tỏ cảm xúc với mẹ mình đi. Sao thương nó không? Năm lớp 9 là con suy nghĩ là con định nghỉ học, con học cấp 3 để con đi làm cái gì đó con phụ mẹ. Tại vì lên cấp 3 chi phí đi học ở xe đồ nó nhiều tiền lắm, nên là con cứ suy nghĩ đó, không biết có nên học hay không. Rồi lúc đó cái động lực nào để cho con đi học? Mẹ. Con làm con nói mẹ là con muốn nghỉ học. Mẹ khóc nhiều lắm. Cái bữa nó đòi nghỉ học rồi em nói nếu mà nghỉ học quá là tương lai không có đó. Rồi nằm ngồi nó khóc quá trời khóc luôn. Chị khóc hả? Rồi nói với em, nó thì thấy nó khóc rồi em mới khóc. Em nói ở đây ông ngoại cũng già rồi. Rồi ông ngoại giống trong là chỉ có cháu còn mấy đứa thôi, gắng học đi để rồi đây bỏ học nữa chừng rồi cũng chắc đi Bình Dương làm không à. Nếu cái đâu có gì gì nữa làm. Chỉ không làm là chỉ là có đi. Nó bây giờ thiếu nợ toàn đi Bình Dương không. Bởi vì nó vậy. Chị khuyên bé Thư nhờ cố gắng học. Dạ. Thì lúc đó con thấy mẹ khóc thì con cái cảm xúc của con nó có như thế nào? Con thấy con có lỗi với mẹ. Tại vì mẹ lo cho con học từ hồi lúc bé tới giờ mà con lại có cái suy nghĩ như là nghỉ học gì. Nhưng mà con nghỉ học thì con mới thấy có lỗi với mẹ đúng không? Dạ. Thì khi con thấy cái đoạn clip á mà các chú quay về mẹ của con, thì một người phụ nữ hàng ngày phải lê lết, phải bò bằng hai chân, trong khi đó mọi người đi xe nè, đi xe sang rồi người ta chạy ngang mẹ con, thậm chí là trong đó có những cái tai nạn nó gần gặp khi mà mẹ con phải hàng gấm gũi trên một cái đường phố để kiếm những cái đồng tiền về trả nợ cũng như là nuôi con ăn học. Thì lúc mà con coi được cái đoạn clip đó thì con thấy như thế nào? Con có ý định nghỉ học nữa không hay là phải cố gắng học thật giỏi? Cho mẹ, nhưng mà hiện tại các hoàn cảnh của mình. Những gì? Nhưng mà hiện tại hoàn cảnh của con
học cấp 3 con sợ mẹ lo không nổi. Con sợ học giữa trường cái không có điều kiện học lên nữa, tiếc. Con cũng muốn học lên đại học lắm, nhưng mà suy nghĩ lại mẹ đi bán gì đó, ngày mẹ bán không được nhiều chứ không phải lo cho em, cho con đi học nữa. Lên cấp 3 thì chi phí nó nhiều lắm. Hiện nay cái chi phí học tập của con là mỗi một năm học với lại sách vở quần áo luôn là bao nhiêu tiền hả Thư? Dạ. Chi phí học tập của con á, năm nay lên lớp 10 nè, thì xe thì cha cho rồi, còn quần áo học tập thì mẹ đã mua cho con là hết bao nhiêu tiền? Quần áo, áo dài, dạ, áo dài là con được cho luôn. Con được cho. Dạ. Chỉ mua sách với đóng tiền học, tiền bảo hiểm là gần 1 triệu. Thì 1 triệu đó là đầu năm học là mẹ con dành dụm để bán cái số để mà mua cho con, hay mẹ con hỏi tiền? Dạ. Mẹ con dành dụm. Mẹ con dành dụm. Mỗi một ngày thì mẹ con dành dụm hết được bao nhiêu tiền từ cái chi phí ăn uống luôn á? Bé Thư khóc tủi buồn riết mà nấc nghẹn ở trong cái cổ họng nói không được luôn. Thì chị có thể chia sẻ cái việc mà dành dụm tiền của mình đó chị, thì làm như thế nào mà chị có cái số tiền để mà cho các bé, cho bé Thư với bé Thu đầu năm cái chi phí ăn học á? Đầu năm chi phí ăn học là cũng một phần thì có như em có bao nhiêu thì đóng bao nhiêu, như một khoản gác đầu á, như cô nói á, là tiền học 300 mấy thì đầu em mới đóng chứ kê để em để dành là đóng 300 mấy trước đi. Rồi thầy kêu là rồi bằng bảo hiểm này kia là phải đóng bảo hiểm cho bé cho nó an toàn hơn, nếu bảo hiểm thì từ từ chừng nào em có thì em đóng tiếp. Rồi thầy nói là đóng từ từ như 3 tháng hoặc là 6 tháng hoặc là 9 tháng đóng như vậy cho nó dễ đóng hơn là dọn cái một đóng trái dần. Dạ. Nói kia gì là thầy dạy thầy kỹ gì đó. Dạ. Là phải đóng giống vậy đi. Chị nó thấy là cảm thấy như không có mà kiểu mà xuất phát cái một thì chị ngán, nhưng mà chị đóng vậy đi cho nó dễ hơn, có bao nhiêu cái mình đóng 3 tháng trước đi, rồi từ từ mình ra tháng nữa, rồi từ từ mới đủ ra năm thôi. Có nghĩa là chị bán mỗi một ngày thì 250 chục vé thì nó tương ứng với khoảng 250 ngàn. Thì từ chi phí chị uống trà đường hay là ăn ở trên dọc đường á, thì nó còn là khoảng chừng 150, không tới đâu hả chị ha? Ừ. Tại vì có bữa cái đi lễ khác quá đó, đi lễ ngay trong chỗ cái quán nước mà có hai vợ chồng đó đó. Cái ông ba bắt đầu bây giờ lấy 5 ngàn đi nha, thì đó đi sao không lấy nữa. Chẳng không mỗi lần tới là khoa chỗ uống rồi này, tại vì thấy khổ rồi vậy nay thôi chị em, thôi em không có lấy tiền nữa, em chỉ có khát nước thì lại thẳng em, bởi vì mỗi lần khát nước lại gắn tới đó luôn á. Dạ. Chứ không có ngưng lại đằng kia mua. À, đối với con bây giờ, hiện bây giờ cái việc mà con đi học khó khăn nhất là gì, có thể nói với chú cô bác của anh chị nghe được không? Khó khăn nhất là tiền con đi học với tiền xăng con chạy đi chạy về, với lại con đi học sao á, chi phí không có đúng không? Dạ. Mỗi ngày con đi học được nhiêu tiền? Dạ con đi học được 20 ngàn. 20 ngàn kể cả luôn tiền xăng chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Là có nghĩa là đổ xăng là con có tiền đổ xăng riêng hay là 20 ngàn đó luôn cả tiền đổ xăng? Dạ, mẹ cho tiền xăng thêm 20 nữa. Là 40. Thì 40 ngàn như vậy thì đi học so với các bạn hiện nay tiền nó rất là mắc giá, thì nó không có được ăn uống được gì nhiều, thì lúc đó thì con sẽ đến trường đói quá hay là như thế nào đó thì sao? Dạ, tại con đi học buổi chiều á, nên trưa con ăn ở nhà. Ờ...
con thì thấy các bạn á, ba mẹ các bạn thì thường là nhà xa thì đưa rước về, hoặc là có tiền thì sẽ ở trọ, đúng không? Riêng con thì phải đi về về, mà gặp mẹ mình đi bán với số như vậy nữa, thì con có cảm thấy mắc cỡ với bạn mình về mẹ của mình không, hay là cảm thấy tự hào? Dạ không, con thấy con thương mẹ lắm. Con thương mẹ. Nếu như hiện nay có một ước mơ cho con thì con sẽ ước mơ điều gì? Con ước mẹ trả hết nợ để mẹ đến ít lại, để mẹ có thời gian mẹ ở nhà mẹ nói chuyện với con, mẹ ở nhà với con nhiều hơn. Đối với người ta, các bạn tuổi này là tuổi cần phải học nhiều và phải được đi học thêm, thì con có được đi học thêm giống như các bạn không? Dạ không, nhưng mà con thấy không sao á, con ở nhà con có thể học ở lớp nhiều hơn. Học ở nhà không có cần thiết phải đi học thêm. Và cái mong muốn lớn nhất của con là mong mẹ ở nhà nhiều hơn với con, mẹ không phải đi bán nữa. Lúc trước có một cái khoảng thời gian mà mẹ mới cắt nghiệp xong, mẹ đang nợ mẹ đi bán 10 ngày luôn, mẹ không ở nhà luôn, ở trong nhà mà con không gặp trước mặt mẹ luôn. Mẹ đi bán tối khuya mẹ mới về, sáng mẹ đi sớm. Sáng con đi học con dậy con chỉ thấy mẹ ngủ rồi, con không được nói chuyện với mẹ. Có nghĩa là mẹ đi bán đến khuya tối mới về, rồi mẹ sáng mẹ phải thức sớm, mẹ đi sớm nữa để tranh thủ bán để nuôi hai con, con với lại em ăn học, đúng không? Lúc đó là mẹ khuya mới về, là mấy giờ mẹ mới về? Con không biết, tại vì lúc mẹ về là con ngủ rồi. Con ngủ rồi, là lúc đó mấy giờ chị Tiền? 12 giờ đêm. 12 giờ đêm. Tại vì lúc đó là thiếu tiền ra thì ráng cài cho đi to, tối chiều em lãnh với số em bán rồi tới khi về. Sáng còn bán sáng là sáng sớm là nó vừa đi học là tới em đi tiếp nữa là giờ đóng cửa gì đó. Rồi lúc mà chị đi buổi sáng sớm á, là lúc mấy giờ? 6 giờ sáng em đi. Em nói thật với chị á, cái quãng đường mà của tụi em đi vô đây vô cùng vất vả và khó khăn. Thì chị nói là chị đi xe buýt mà xe buýt không vô tới đây được đâu. Tại đường chỉ là tới nó sập thôi. Rồi ai sẽ đưa chị ra? Hồi cấp em đang thiếu nợ đó nghe là không có bán đâu rồi đó. Vì dắt đó người ta chưa có đội xiết quá đó là không có chị ra luôn xiên. Bán gạch giá. Dạ. Bán theo mấy cái quán nhậu mà gạch giá đường 3 tháng 2 đó. Dạ. Rồi trước bò theo mấy quán đó không đó. Rồi có mấy chú ủng hộ nhiều lắm. Mối nhóc trơn á, rồi cái tự nhiên cái cấp mà sau này Covid rồi cái nợ với người ta vô, mỗi lần vô tới đây cái mấy đứa này nó đóng cửa không, người sợ rồi nói để mẹ đi bán hương khác, mẹ né chỉ không có mẹ thì nó đỡ hơn, để có mẹ thì thà làm hơi dữ. Né chủ nợ. Dạ. Thật ra em muốn xác minh cái câu chuyện á, rằng là để cho cô bác của anh chị thì sẽ hiểu thêm tin tưởng về cái gia đình của mình. Ở trong cái clip trước em và Nhân dạ. có phỏng vấn chị ở trên cái đoạn đường đi bán là chị nói thiếu khoảng 16 triệu. Dạ. À, thì sau đó thì em điện cho chị á, dạ. thì chị nói với em là thiếu khoảng 30 mấy triệu. Dạ. Mà em dự định là gọi để cho chị xác minh cái câu chuyện là chị thiếu bao nhiêu nợ thôi. Dạ. Cho em không cần điện nữa. Và hôm nay thì gặp bé Thư khóc như thế này thì em cũng đã hiểu cái hoàn cảnh của gia đình của mình. Mà Thư như thế này nè, con về con có nói tâm sự với mẹ rằng là tại sao mẹ không nói hết cái số nợ ra, đúng không? Đúng không? Thì con nói với mẹ như vậy, có nghĩa là mẹ nói chỉ nói số nợ rất là ít, bằng nửa cái phần nợ, bằng phần nửa cái số nợ mà mẹ đang thiếu thôi. Thì con biết tại sao mẹ lại nói ít như vậy không? Dạ, tại vì đây cũng không phải lần đầu mà có người quay mẹ vậy. Có nhiều chú cũng quay mẹ, rồi mẹ cũng nói là ba mấy triệu xong mấy chú cũng hứa cho tiền rồi hứa vô nhà xong là khoảng thời gian sau là không thấy mấy chú liên lạc lại nữa nên mẹ sợ. Mẹ sợ mẹ nói nhiều quá chú mấy chú ngán, đúng không? Rồi lúc đó thì con biết các chú vậy thì con nói với mẹ như thế nào? Rồi, chú nghe mẹ con nói với con nói chuyện với mẹ. Con nói mẹ là sao cái chú trước mẹ nói
mẹ lỡ mà mẹ nói vậy sao mấy chú này mẹ giấu, mẹ không nói luôn đi được thì mấy chú giúp không được thì thôi, chứ có gì đâu mà giấu gì mấy chú biết, mấy chú nghĩ mẹ này kia, mấy hồi hiểu lầm mẹ, hiểu lầm mẹ nói dối. Nhưng mà lúc đó con nghĩ rằng là mẹ nói dối như vậy là vì mẹ sợ cái số tiền. Theo chú nghĩ á, mẹ sợ cái số tiền lớn quá thì sợ mấy chú sẽ không hỗ trợ được, nên mẹ nói ít để mấy chú hỗ trợ được, trả được phần nào thì trả, đúng không? Thà có một cái cơ hội nhỏ nhoi còn hơn là mình nói ra rằng một lần người không còn cơ hội nào nữa, đúng không chị Tiên? Chị có phải lúc mà chị nói với em là phải vậy không? Ê, phải chị suy nghĩ vậy không? Em suy nghĩ là tại vì nếu mà nói một người bay nhiều người quay rồi, mấy lần không có mấy người quay rồi, cái người ta kia nói đã, cái nói xong cái đầu là hứa ngày vô em về cũng mừng lắm nha, vô chia lay quay cái bị không thấy điện thoại mà im gu mất tiêu chân luôn. Nói cái em kêu thôi đừng quay, quay em có nhiều người quay lắm mà ai nói giúp không, nhưng mà rồi không thấy gì đâu, rồi tự nhiên em nản như anh à. Nản đúng không chị? Rồi thôi để em đi bán đi, đi tới đâu tính tới đó đi. Cái anh ấy cho có, nếu mà lỡ gì em với chị có cái duyên rồi sao? Đúng rồi. Cái anh ấy rồi cái là bắt đầu nói mấy câu rồi kệ mới đi bán vậy không? Dạ. Rồi sao anh quay nữa? Rồi sao anh quay nữa là có gì? Dạ chị có anh sao nói cho em nghe luôn đi, rồi em mới kể ra luôn. Là cái lần clip sau nữa là quay biết lâu dắt em bầu mà mưa không luôn. Là quay dài dài cái quay lại cái kể xong hết cái là nói coi như trời em với chị có cái duyên, nếu mà có duyên thì gặp lại, ai dè mấy tháng sau cũng đâu đâu nữa. Em nghĩ là như thế này nè, các bạn này cũng muốn nỗ lực giúp đỡ gia đình của mình, tuy nhiên chắc có lẽ là cái thời điểm đó đó là mình chưa đến, cái duyên của mình nó chưa đến. Và thậm chí là em chia sẻ thật với chị là em đi qua Long Xuyên lại gặp chị 2-3 lần, em nói để em nán lại em quay, nhưng mà chưa có cái duyên. Và ngày hôm đó thì em mới cùng với Nhân á nán lại em quay về cái hoàn cảnh của chị. Thì bà con cô bác thì cũng rất là đồng tình, và hôm nay thì để em có một cái động lực để tìm đến đây, đến gặp gia đình của mình. Nãy chú thấy con khóc nghẹn á, thì thật ra chú không muốn hỏi, để cho con giữ bình tĩnh lại, giữ lại cái cảm xúc để con nói về cái hình ảnh của người mẹ mình. Khi mà chú quay lên thì chắc có lẽ rất nhiều bạn của con có thể xem được cái đoạn clip đó, và bạn con có cái tâm sự con, và con có cảm thấy là còn có muốn nghỉ học nữa hay không? Dạ con không, mà trước giờ con đi học á con cũng không có bạn nào, mẹ cũng đến trường đưa con có, nhưng mà cũng không có bạn nào mà hỏi về cái vấn đề mẹ vậy vậy hết đó, nên con cũng thấy bình thường lắm, không có gì mà xấu hổ hết. Chú hỏi như thế này ha, đối với con thì mẹ vừa là động lực, vừa là chỗ dựa, và là người con yêu quý nhất. Con yêu quý gì con thấy mẹ của mình hàng ngày phải bán vé số để nuôi hai chị em mình. Động lực của con là con thấy mẹ của mình bán vé số như vậy á, thì con cố gắng học hơn. Và cái chỗ dựa duy nhất của con hiện nay đó là mẹ của mình ở trong cái căn nhà đơn sơ như thế này. Thì con ngoài cái ước mơ là muốn trả hết số nợ cho mẹ để mẹ có cái thời gian ở bên con nhiều hơn, thì sau này á, khi học hết cấp 3 thì con có một cái ước muốn là con làm cái nghề gì không? Dạ, con chưa nghĩ tới vấn đề đó, tại vì hiện tại con cũng chưa biết mình học tới đâu nữa. Tại vì điều hoàn cảnh gia đình vậy, con chưa biết mình học tới đâu, nên con cũng chưa có nghĩ là sau này mình sẽ làm gì. Nhưng mà anh cũng phải có một cái ước mơ sau này với cái công việc của mình mà. Dạ, con chỉ ước mẹ có thời gian ở nhà với con đó. Con không có cái ước gì nữa. Con không ước gì nữa hết hả? Con có thích làm bác sĩ không? Con có thích làm giáo viên không? Dạ không, con chỉ mong muốn là sau này mình sẽ có một cái công việc ổn định để mình nuôi mẹ. Mẹ không đi bán, mẹ không phải đi bán nữa. Mà công việc gì của con, đối với con là nó ổn định nhất? Dạ. Đối với suy nghĩ của con hiện nay á? Con
Thật ra Đạt có thấy như thế này không Đạt? Mặc dù là đoạn đường anh em mình chạy vô đây cũng khá là xa, gặp được cái ngôi nhà thì mình cũng khá là bỡ ngỡ khi được kiên cố như thế này. Nhưng ngồi đây tâm sự về cái hoàn cảnh của hai mẹ con á, thì mình lại càng thương thêm. Và mình cũng những cái vất vả của hai anh em mình đến đây á, thì cũng nói chung là nó tan biến đó nè. Đạt có cảm thấy vậy không? Đạt có chia sẻ cảm xúc bây giờ Đạt khi mà thấy bé bé Thư nè, từng giọt nước mắt mà khóc nấc nghẹn mà không nói nên lời á, cảm xúc của Đạt khi mà mới làm YouTube thì Đạt thấy như thế nào? Thì lúc mình tới đây á, thì thấy ngôi nhà á, thì thấy nó kiên cố, nó cũng nhìn là cũng nhìn cái nhà là nghĩ là khá giả. Nhưng mà thật sự lúc mà Thư với chị á, là chia sẻ lên á, là mới biết được là cái nhà này lúc cắt á, là chỉ là mượn tiền để cắt. Mượn tiền cố gắng để cắt được căn nhà để cho có được một cái chỗ ở ấm cúng á, rồi bắt đầu mới tính tới công việc làm tiếp theo. Thì thời gian sau này á, thì chị làm để chủ yếu là kiếm tiền để trả nợ cho căn nhà này á chị. Là hiện nay là số nợ là còn tổng cộng là bao nhiêu tiền cho em biết một lần một đi? Là hai bên luôn á chị. Hết luôn á chị, hết thiếu nợ hết là bao nhiêu? Là bên kia là 20, rồi là chắc ăn luôn đấy là 20, còn bên đây là ba mấy, em không biết ba mấy. Là 50 mấy triệu hả? Cả như 50 mấy. À. Là không biết nhiều lên. Không biết bên là ba mấy, em cũng không biết ba mấy thôi. Không biết nợ anh. Chị không biết thì cái việc mà không biết nợ thì nó khó lắm. Nó không có mình trả, mình không biết khi nào hết. Nhằm khi thậm chí là mình trả đến cả đời chưa hết cái số nợ đó nữa. Chị phải hôm nào chị có thời gian chị thống kê lại cái số nợ đó giùm em, rồi em sẽ tổng kết lại có thể là hỗ trợ được một phần nào. Cô bác anh chị cùng chung tay một phần nào thì chung tay được không? Bây giờ còn khóc nữa không? Chú Hồ chia sẻ với con như thế này nè. Khi mà chú đăng cái đoạn clip này lên, chắc có lẽ là nhiều bạn của con sẽ thấy, thậm chí là ba mẹ của con sẽ thấy, và thầy cô của con cũng sẽ thấy được. Con có ngại không? Dạ không. Không hả? Dạ con thấy cái vấn đề này không có gì ngại. Đăng lên vậy mình có tiền mình trả nợ, rồi mẹ ít đi bán lại, mẹ có thời gian mẹ ở nhà nữa chứ, con giống như con mong muốn, con thấy vui chứ. Có một cái vấn đề nữa mà muốn chia sẻ về cái khó khăn của mẹ lúc mà mẹ phải đi bán, gọi là chưa thấy mặt trời cũng đã đời đi bán, và bán đến khi trời sập tối luôn mẹ vẫn chưa về. Thì lúc mà mẹ về trễ quá đó, thì con có khi nào con nghĩ rằng là mẹ gặp một cái điều đó nguy hiểm không? Dạ có. Tầm có mấy lần mà mẹ về trễ quá, con ngủ xong con giật mình, con thức dậy con chưa thấy mẹ, con sợ lắm. Con sợ, con điện thoại, con lấy điện thoại con điện mẹ, mẹ không bắt máy luôn. Con sợ, con ngồi con đợi mẹ về. Con nghĩ con đợi mẹ về để con thấy mẹ không có bị gì hết để con yên tâm. Lúc mà mẹ về khuya đó thì mẹ ăn cơm á, về khuya rồi mẹ đói bụng là mẹ không được ăn cơm thì ngồi. Chắc có lẽ cái hình ảnh mà chú Hồ tưởng tượng ra đó là mẹ phải đi bán trên chiếc xe buýt len lủi về nhà, bắt bật nấu cơm lên, đợi cơm chín rồi mới ăn, thậm chí là đến 12 giờ mẹ mới được ăn. Mẹ cho con đi bán với mẹ, cái nói không đi học đi, không gái mấy người ở đây quá trời phiền luôn đấy mẹ. Tại vì mẹ thương con, mẹ đi bán nuôi con mà, con đi con không muốn mẹ cực khổ gì, con muốn nuôi mẹ, con muốn nghỉ học, con đi làm cho mẹ đừng vui mẹ. Mà nó dãy ở đây, nó dãy nó la quá cho la luôn, mấy bà đây phiền một cái luôn á, nó hay dữ lắm, nết nó dữ lắm. À, bây giờ chị nè, hôm trước em có chia nghe chị chia sẻ là Thư với lại Thu á, thì chưa có nấu nướng ở trong nhà được. Nhà mình có nồi cơm điện không? Chỉ hai chị Thư cho bắt nồi cơm lên, chị chiên trứng vậy thôi. Để chị về chị có làm đồ ăn thì nó cũng dễ. Mà em không hiểu là cái nhà mình đó thì chị việc chị mà nấu ăn thì như thế nào? Em bắt cái ghế lên.
có kèm như cái bếp gì ra, có em mấy cái ghế, có ghế để cho. Đâu chị đi là cho em, tụi em thấy được không? Dạ. Vô nhà đi ha. Cầm lên đi. Bỏ lên bè, lên giặt cái. Đây là cái ngôi nhà được đắp bằng cho đây con kia. Có cái ghế thứ này nè. Cái đầu em ngồi lên. Đúng không? Đây, chị đó. Bữa nào hả? Làm đồ ăn cái nồi này hơi cao quá, cái mất phóng lên đây ngồi. Không thấy được. Lên đây ngồi luôn hả? Không thấy được. Không thấy được là cái mất từ từ đây trèo lên nữa. Cái lên đây ngồi. Cho nó thấy đường. À. Cho thấy nơi đường làm á. Chứ không có thấy đường ở dưới này em lụng quá. Dạ. Không thấy mất trèo lên đây ngồi nè, làm. Cái hôm qua em lên chiên cá nó văng cái đậy phóng nè. Không luôn em, quá trời, hôm qua cái nó mẹ nổ một cái bực cái đèn mặt này tùm lum nữa. Ôi trời ơi, cái Đạt có để ý cái ánh mắt của chị không, đi 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 đường bịch nhiều á, nên là nữ cái quần mắt là nó có ở đây là nó màu đen sậm so với trong luôn. Đàn... Rồi cái việc mà vô thì chị phải tự ha vô. Em vô rồi, em canh nước xong cái kêu nó đi ra và để vô, ghim lên bắt đè xuống. À, bây giờ gì nè, con chỉ cần là canh nước một lóng tay úp thôi, vô ba lần nước canh một lóng tay úp thôi, rồi lau cái đít nồi cho nó khô, bỏ vô bật được cơm điện là xong rồi, chuyện đó rất là dễ. Chị phải cho bé tập từ từ chứ sau này cũng còn lớn lên mà, đến tuổi này là chỉ chiên trứng được rồi nè, đó thì chỉ cho từ từ để thôi. Chị đôi khi chị rất là thương bé Thư với lại bé Thu, nên là đỡ chị không bước hai chị em cực khổ đúng không? Tại vì nó, mỗi lần em làm đồ ăn em bị phỏng gì nè, cái nó sợ, nó sợ bị phỏng á. Ừ. Lúc nào đây quay là theo tùm lum luôn á. À, phỏng đó. Đâu có, khi mà mình chiên á, mình chiên thì mình dặn bếp ga nó nhỏ như thế này, không được dặn lớn như thế này. Mình chỉ cần dặn nhỏ xíu như thế này thôi là mình không bao giờ mình bị phỏng. Dạ. Cái hiểu không, dần nhỏ lại thôi. Cái bắt đầu mấy cái bữa nó sợ về trễ, nó thấy về trễ cái nó ghim này cơm sống cái nó nói hồi cơm sống nhăn con nghĩ điều gì nè em. Ông ngoại nó qua ăn cái hỏi nước, ủa mày mấy mày nấu gạo. Cơm điều gì vậy hỏi, con không biết canh nước con nấu sống rồi xong luôn. Qua đây em, qua đây đi. À, nấu cơm, nhà mình nấu cơm chưa ta? Dạ chưa. Dạ, chưa bây giờ em mấy đi, anh chỉ em làm luôn nè. Dạ. Mở ra đi rồi, đi vòng tặng đi nấu cơm tao rồi. Cơm cũ này đúng không? Dạ. Em bới cơm ra. Cơm này cơm hồi qua đúng không? Hồi chiều hay buổi sáng? Hôm qua chị cũng qua, hôm qua lắm đó. Hôm qua về là nấu á, nấu ăn rồi. Bới hồi cơm này ra cái tô, bình thường thôi mà. Để thôi, mình để bớt xem chia sẻ thương mẹ thì chia sẻ công chuyện một tí xíu với mẹ đúng không Đạt? Rồi để cho Thư làm đi chị. Rồi, mẹ thương quá. Rồi, cứ để cái giá đó lại. Để cái giá nó lại ngay chỗ nồi cơm đi. Rồi, đi rửa cái nồi, cho đây rửa cái nồi đi. Tráng sơ quá. Chỗ nào có gạo. Tập cho bé nấu đồ ăn rồi. Ừ. Để tập. À, rồi vớt cơ, vớt gạo nhé. Em vớt gạo, vớt gạo. Bé, chỉ bé nấu cái nồi cơm vừa là có ăn liền. Ừ, vậy là nó khỏe, đừng mình có thời gian mình đi tắm mình ngủ. Để mỗi lần rồi, ấy, đi về là bắt làm đồ ăn đồ này xong hết trơn, mới đi tắm này tắm rồi mới đi ăn cơm. Rồi bây giờ xúc gạo. Thư cũng lớn rồi, nếu mà không làm được những cái này thì người ta sẽ nghĩ Thư khác nữa. Không phải, chị thương quá. Bây giờ nhà mình làm mấy lon gạo nè? Dạ ba lon rưỡi. Ba lon rưỡi. Người ta cho đó, mắc là về đi bán là người ta cho đem về chắc cho. Để trong đó là trộn không kém. Mới hôm qua chị kia chị điện chị kêu quá về cứ ghé lấy gạo được thì lấy cái không có được. Ba lon rưỡi là cả ngày luôn hả? Hay là buổi sáng thôi? Ngày rồi đó, tại vì không phải là ba lon rưỡi là tại sáng là em đi bán cái mấy đứa đi học nó ăn rồi, rồi chiều là một ngày là bao nhiêu đó. Để tụi em cho Thư làm cho quen. Chắc rồi Đạt còn thấm, xin lỗi lại ăn cơm của ta. Do cân có thể là bớt cái hạt gạo cho nó mạnh tí xíu để mà cho nó ra những cái chất á, những cái độc tố mà từ con sâu còn á nè. Rồi
Hôm nay là anh Bùi Hồ xuống đây thì thấy chị rồi có làm tiền không? Dạ không, bé nhỏ 11 giờ 15 hay gì á. Là bé nhỏ hay giờ chạy xe đạp đi hay là chị giúp chị hai lấy rước? Cái xe... Rồi mấy nước rồi? Dạ ba. Rồi bây giờ mình nấu cơm bằng nước nào? Dạ nước này luôn. À nước này thì chế vô. Phải cái mặt gạo cho đều lại. Thôi ok. Đo cái ngón tay cái lóng ngón tay út của mình á đến cái ngấn đúng đúng. Cho mặt gạo nó đều nha. À đúng rồi. Rồi vậy là cũng được rồi đó. Rồi lấy cái khăn lau cái đít của cái nồi. Cái đợt Covid mới là đi lau với cái đít. Đi kiếm đi qua bên Tân Hiệp kiếm mấy người mà thầu cũ người ta cũng không có. Rồi. Để mới đi dọn gì. Cái sáu mới cho bỏ cháu cái chỉ bán tới dọn thì nghỉ biết lâu mấy tháng cũng. Rồi. Rồi ok. Nhẹ nhàng mà. Bây giờ biết canh nước chưa? Hả? Dễ mà, đúng không? Dễ hơn mình học toán quá. Bây giờ là nấu cơm được rồi đúng không? Còn luộc hột vịt còn dễ nữa. Chà trứng hột vịt cho nó sạch, bỏ vô nồi cơm là có hột vịt ăn cơm với hột vịt với lại nước tương. Thôi thôi bây giờ ra đây đi, nhiêu hết là được rồi. Mai mốt mẹ thì gần mà, nhưng mà tại vì mẹ chắc là thương bé Thư quá nên thành nữ ra là mẹ dành hết cái công việc làm để cho Thư đi học mà. Nghe kể là hiểu rồi, đúng không chị? Đúng không chị Tiền? Tại vì tương lai em là tại vì giờ á chỉ có con em thôi. Tại vì hồi cấp em còn nhỏ tới lớn á, tại em không tự em biết cấp lúc em biết luôn đó ha. Là ba mẹ em lo đi mằng đi cắt lúa, hồi đó đi cắt lúa tay mà. Đâu có lo gì nghèo mà nên chị cắt lúa luôn hả? Em biết cắt luôn á. Cái hồi cấp em biết rồi nha, cái mình muốn thấy người ta có cái món đó, cái mình muốn có món đó mình phải đi kiếm mình làm. Cái lãnh lúa chét đi cắt, cái ba không nói mày cắt được không, cái em mới rủ nhỏ bạn đi cắt, em cắt nó rồi đi ra cầm nước cắt cài cài mấy. Cái sau tới cắt ra công đầu thì mau lắm nha, rồi sớm lắm. Cái tham cắt thêm công nữa, tới tối hù chưa về ông báo nói rồi đó là nói không đi biết cắt mà đi cho cố ai về em nói tới hai công là ông nói mày cố dữ hả giận la nói gì chứ không tiện thì mình dán cái đất đó. Em biết là con gái thì em bư vào ên rồi em thấy gì em không có được muốn mua cái gì là tự động mình phải đi kiếm tiền mình mua ên khỏi lợi cho ba mẹ này kia đó. Rồi mình thấy mình khổ rồi em thấy đời con mình nó gì nó rồi chứ mình hồi đó mình khổ nhưng mà mình có cha có mẹ. Nhưng bây giờ tới con mình nó chỉ còn có mẹ thôi. Mẹ rồi có khi ông ngoại thương thì ông ngoại quan tâm tới hỏi thăm đồ, còn nội không bao giờ hỏi thăm luôn. Không, từ cấp em có bầu con nhỏ nhỏ nữa ha, là tại sao mẹ em bà đi giúp. Hôm nay á thì em mới đạt đến đây. Yeah. Bỡ ngỡ thứ nhất á là như lúc nãy em có nói á, là thấy gia đình mình kiên cố tưởng đâu là khá giả. À, tưởng đâu là đủ ăn đủ mặc giống như người ta, rồi có cái củ dư củ để thì lúc đó em còn mừng hơn nữa. Nhưng mà nghe được cái câu chuyện của mình á thì lại càng thương hơn, và đặc biệt là bé Thư nè. Bây giờ thương mẹ thì cố gắng mẹ dạy có nồi cơm chín rồi canh chín rồi hột vịt chiên cũng được, là mẹ cũng thấy mẹ thấy ấm lòng rồi ha. Chắc giờ này là em cũng gần đi học rồi đúng không? Dạ. Gần tới giờ rồi. Tầm 12 giờ. Bây giờ là gần 12 giờ rồi. Mấy giờ mới đi học? 12 giờ rưỡi. 1 giờ rưỡi em vô. Ta khổ động tiệc là để có cái số phận mình lấy mình nhật buồn mà mấy bản nào đúng như mình chết. Em mời chị. Tôi đếm giọt tương tư rơi đầy trên lối nhỏ, sao đợi chờ ai
mà khi mờ khi tỏ gió giăng hờn ai mà nức nở bên trời. Gọi cô nhân thôi vì hẹn thề xưa người đã dội quên lời, quên cả vòng tay nồng nàn hơi ấm. Dìu em đi sao động lá me bay, quên tiếng thì thầm như gót mặt bên tay. Gần trái tim anh đã trao hết cho em rồi, phé mắt khung trời bàn bạc ánh sao thưa. Quên cả nụ hôn nồng nàn trên lối ghé, khi mới yêu thiên đường qua giới mộng. Một trời thơ bao ước mơ ngắt ngay tâm hồn. Từng đêm sâu nghe lắng sâu từng niềm thương nhớ, ôm bóng hình say đắm tình đón nhau vào mơ. Thở đang yêu em nào đâu có biết, càng lắm mong nhiều mơ càng chuốc khổ ôm sâu. Khi tình thời gian như nước chảy qua cầu, khi vòng tay anh đã trao về cô gái khác, cũng trên đoạn đường tình ta từng bước chung đôi. Để tim yêu bóng chơi với ngàn cơi máu hồng, đành lòng sao người thầm trao cái đắng cho nhau. Để đêm này với chăn gậy em về đơm bóng, tiếng gió nghe buồn quá rơi lành giá buốt tâm hồn vì tình phôi pha. Nếu tình đã phôi pha thiền xa bến đồ, xin hãy nhớ một lời từ ta để ra đi. Sao cứ lặng yên cho anh mỏi mòn chờ đợi, rồi chốn hẹn hò anh sanh bước với người ta. Hay quá luôn. Đây nghe chị hát bài thứ hai mà nghe vẫn còn mùi mẫn liếng lái đâu, hay ghê á. Ngày xưa có đi hát với lại đàn ca tài tử đúng không? Dạ không, em chỉ có karaoke thì có. Còn câu nào của Hàn Mặc Tử gì không? Có. Ờ, à, tâm sự Mai Đình. Dạ. Em mời chị ha. Tâm sự Mai Đình nha. Anh Chi ơi, kể từ đây anh không còn sợ cô đơn. Bên anh em chọn đời săn sóc trao thương. Buồn vui năm tháng anh sẽ tìm thấy ở bên em. Em sẽ đưa anh về lại quy nhớ, mà làm thơ ca tụng chăn vàng. Chăn của quê hương vắng nặng tình thương nhớ, từ lâu mong đợi một cánh chim phiêu bạc giữa dòng đời. Chẳng còn ai thương tưởng như là em đã thương anh. Ôi nhân tình thế thái là đây, giờ bên ta chỉ còn lại một Mai Đình. Người mà tôi bỏ quên suốt cả một đời con gái. Những chuỗi ngày còn lại anh cho em là hạnh phúc lắm rồi. Đó là niềm vui của cả cuộc đời. Không, Mai Đình, em mới là người anh mang ơn sâu nghĩa nặng. Anh nguyện tôn thờ suốt cuộc đời anh. Quá hay, nghe nhớ lại chuyện tình Hàn Mặc Tử. Hôm nay thì thật ra thì em đến đây á thì để tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của mình. Thì mới phát hiện ra rằng là ở đằng sau đó mình còn phải gánh được một cái nợ số rất là lớn so với hôm trước mà lần đầu chị đã nói với em với lại Nhân. Cũng có cái duyên, có cái cơ hội được gặp bé Thư, con của chị. Một đứa bé gái rất là hiếu thảo, dễ thương và lại chăm học. Thì qua cái đoạn clip này á, thì anh mong rằng em sẽ cố gắng giữ vững một cái niềm tin để mà
đến trường. Dẫu biết rằng cái hoàn cảnh của em thì rất là khó khăn, nhưng mà đâu đó người ta vẫn còn những cái hoàn cảnh còn khó khăn cũng giống như là em. Và họ đã những cái chương trình, những cái nhà tài trợ lớn, họ đã tài trợ cho em, cho những cái bạn đó những cái suất học bổng hết cấp 3 hoặc là đến cái quãng đường đại học. Thì anh tin chắc rằng á, sau cái đoạn clip này thì cô bác của anh chị sẽ có thể liên hệ với lại gia đình của mình nhiều hơn, và có thể là sẽ có những cái tài trợ suất học bổng cho em cũng như là em gái của em tiếp tục chắp cánh ước mơ đến cái tương lai. Để giống như cái mẹ em đã từng nói, mẹ đã từng khổ nhiều, không biết chữ khổ nhiều rồi, thì bây giờ mẹ cũng làm tất cả vì con để cho con có thể đến lớp. Thì anh mong em, đó là cái động lực để em phấn đấu, để sau này em trở thành một nhân tài của đất nước, để mà cống hiến cũng như là nuôi lại mẹ mình, có một cái công việc ổn định lại nuôi lại mẹ mình. Và anh tin em làm được. Sao khóc? Sao khóc? Hả? Nói đi. Rồi cái lúc nó đòi nghỉ học kìa, trời ơi, nó vô nó khóc quá, khóc luôn. Nhỏ nó không biết gì vậy, vô khóc theo luôn. Mẹ con nằm khóc. Hôm nay thì em đến đây em thay mặt cho hai mạnh thường quân. Một chị là chị Xuyên ở Nhật Bản hỗ trợ cho gia đình của mình 2 triệu. Dạ. Đây là phần quà của chị Xuyên ở Nhật Bản. Dạ. Đây là phần quà của chị Xuyên ở Nhật ha, 2 triệu. Một phần quà thứ hai là hôm trước chị nói là thiếu 16 triệu. Dạ. Thì cái cô Nguyễn Đại ở Canada hỗ trợ cho gia đình mình 16 triệu. Dạ. Cảm ơn. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 triệu. Đây em gửi cho gia đình của mình. Là tổng cộng hai phần của chị Xuyên ở Nhật Bản với lại cô Nguyễn Thị Lan Đài ở Canada là 18 triệu. Đó là cái phần quà em nhận được đến thời điểm này để cho gia đình mình trả cái phần nợ hay là trang trải cuộc sống như thế nào đó. Thì chắc có lẽ là thời gian tới thì em mong rằng là sẽ có nhiều cô chú anh chị mạnh thường quân cùng chung tay nhau trả cho chị hết cái số tiền còn lại, phần nợ còn lại, để chị có thời gian nhiều hơn ở bên hai đứa con của mình. Dạ. Thì chắc có lẽ là chị sẽ nói một cái lời nào đó để cảm ơn với lại mạnh thường quân ha. Dạ, trước hết là con cảm ơn những người mạnh thường quân đã giúp cho ba mẹ con có số tiền này, rất cái vui luôn á, tại quá trời cầm được số tiền, hồi nào giờ chưa có ai cho mình như vậy hết. Không phải hả? Bởi vì cái khúc mà anh nói đưa tiền là cái như là em thấy nó quá trời, như kiểu như quá đi có người. Bởi vì lúc đầu á mình nghĩ là tính thất vọng rồi, không ngờ lại là em gặp anh là công nhận quá trời vui luôn, quá trời tốt. Em cảm ơn nhiều anh hộ. Dạ, với cháu ơi, những mạnh thường quân đã giúp đỡ cho ba mẹ con có chị Xuyên ở Nhật Bản với lại cô Nguyễn Thị Lan Đài. Dạ, em cảm ơn chị Xuyên ở Nhật Bản với cô Nguyễn Thị Trang Lan Đài. Em cảm ơn cô nhiều nha cô. Dạ. Cô đã giúp ba mẹ con cảm ơn nhiều luôn á. Rất cảm ơn. Mừng quá, mừng rồi. Rồi, tới tiếp theo là chắc có lẽ là bé Thư sẽ nói thay mặt cho em của mình là bé Thu luôn. Dạ. À, cũng như là đại diện cho mẹ nói một cái lời nào đó cảm ơn với lại mạnh thường quân, rồi sau đó anh với lại đặt về. Dạ, con chú. Cảm ơn cô Xuyên. Chị Xuyên, cô Xuyên đi. Dạ, con cảm ơn cô Xuyên ở Nhật Bản với cô Nguyễn Thị Lan Đài ở Canada đã giúp cho mẹ con có số tiền này để trả nợ. Cảm ơn hai chú lần lội từ Long Xuyên tới đây để trao cho mẹ số tiền này. Con thay mặt mẹ với bé Thu, em con cảm ơn các mạnh thường quân và hai chú nhiều. À, rồi chúc hai mẹ con thở phào nhẹ nhõm rồi. Yeah. Hôm nay đến đây thì biết được cái hoàn cảnh của mình, thì tụi em những cái mình học mà khi mà lần lội vô đây nó cũng tan biến, và cái đoạn đường của tụi em đi á thì nó có phương tiện đầy đủ nên nó cũng không sao so với cái quãng đường của chị đã từng lần lội để mà dầm mưa dãi nắng nuôi hai đứa con của mình. Thì em mong chị á luôn có một cái sức khỏe vững vàng
Và nếu như mà trả hết nợ thì mình sẽ bán gần gần ở đây tí xíu để gần gũi con cái của mình hơn. Và em mong và em sẽ tin rằng trời Phật sẽ phù hộ cho chị, sẽ được gặp được cơ duyên, gặp được những mạnh thường quân ủng hộ cho chị số phần nợ còn lại. Thì hôm nay là 18 triệu thì cũng còn khoảng hơn 30 triệu nữa là hết nợ luôn. Thì hai mẹ con từ đó về sau thì có nhiều ăn nhiều, gần gũi nhau nhiều hơn, chịu không? Dạ. Mừng quá trời mừng luôn rồi. Con hát được không? Dạ con không. Thôi chị, tại vì đang bị bậy đi bậy tiếng đúng không? Đang bị bậy tiếng. Thôi một lần nữa thì em chúc gia đình mình sức khỏe. Và Bùi Hồ với lại Đạt Đồng Tháp xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng hai anh em để cho hai anh em có thể giao duyên đến những cái hoàn cảnh khó khăn. Xin chúc cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân sức khỏe an lạc và xin hẹn gặp lại ở clip sau. Chào em, chào gia đình mình.